Xin chào tất cả bác nhà mình nhé. Hôm nay với lại có thời gian lên tưới lan các bạn, 3 ngày rồi không tưới. Hôm nay tưới cho các em nó mát mẻ. Và tiện đây thì hôm nay chia sẻ cho các bác nhà mình vài cái mặt hàng con giống. Mùa này rất là hanh khô, các bác ngày có thể tưới 3 lần cho cây lan giữ ẩm và phát triển, bước vào cái giai đoạn thắt ngọn béo phì các bác nhé. Nhất là những các bác mà chơi thân lá thì cần phải tưới nhiều. Còn mà chơi những cây giống nhỏ nhỏ xinh xinh thì các bác có thể tưới 2 lần thôi. Đấy, tưới là các bác cứ phun như là kiểu là mưa này các bác này. Tưới rất đẫm luôn các bác nhé. Và hôm nay thì em có vài cái mặt hàng chia sẻ cho các bác mình những cái giá yêu thương nhé. Đợt này thì thị trường lan bắt đầu lại đang sôi động rồi các bác. Anh em nói là rất là sôi động. Thì trong những ngày qua thì cũng không có để ý do công việc. Như trước mặt hình các bác anh em đây thì là một kỳ mắt bão rất là đẹp, đang phát triển ngọn rất là phê luôn. Cái kỳ mắt bão này thì chia sẻ cho các bác anh em mình giá là 200.000 cho các bác sưu tầm. Các bác mà sưu tầm cái bông này thì liên hệ trực tiếp cho em. Tiếp tục là một cái kỳ cờ đỏ đẹp, tiềm năng xuất sắc, ngọn đang đi rất là mạnh và rất là lực, rất là phê. Kỳ này chia sẻ cho các bác nhà mình cái giá là 1.600.000 đồng. Kỳ số 2 là lực hơn rất là nhiều, chia sẻ cho các bác nhà mình là 1.800.000 đồng. Và đơn số 3 chia sẻ cho các bác nhà mình là 800.000 đồng. Và đơn số 4 chia sẻ cho các bác nhà mình là 900.000 đồng, to hơn. Và tiếp theo, cái lô cờ đỏ này nhỏ tiền hơn một chút, nhưng mà các bác phải lấy một gốc nhé. Cây thì rất khỏe, đang bắt đầu thắt ngọn rồi. Thì cái đơn này là gọi là đơn số 5. Đơn số 5 này chia sẻ cho các bác nhà mình cái giá là 600.000 đồng. Đơn số 6 chia sẻ cho các bác nhà mình giá là 600.000 đồng. Và đơn số 7 giá là 600.000 đồng. Và đơn số 8 là 600.000 đồng cho các bác anh em sưu tầm. Tiếp theo thì là một mặt bông mai hoa rất là đẹp, rất là phê. Dòng này chơi cả thân lá và hoa. Hoa của nó thì đẹp hơn sen hồng, rất là đẹp, rất là lực. Cây sen hồng từ này thì nó cũng khá là nhiều tiền, khoảng 1.500.000. Ví dụ như cây sen hồng thì cái cây hoa mai này, hoa nó đẹp hơn sen hồng gấp 2 lần, tức là 50 và 100. Thì cái đơn này, hoa mai này chia sẻ cho bác là 400.000. Hàng này là hàng sưu tầm các bác nhé. Đơn số 2 hoa mai chia sẻ cho các bác nhà mình cái giá là 300.000 cho các bác sưu tầm, rất yêu thương thôi. Tiếp tục là vẻ nữ dạ vàng, một trong mặt bông rất hiếm hoi trên thị trường. Và chia sẻ cho các bác nhà mình cái kỳ này là 500 cho đơn số 1. Đơn số 2 là 500 và đơn số 3 là 500 cho các bác các anh em sưu tập, rất yêu thương thôi. Đó, vẻ nữ da vàng. Tiếp tục là một cái chậu hoàng khuyên rất là đẹp, được mệnh danh là em của người đẹp Long Khánh. Một bông của nó tương đối 1.9 1.10. Thì cái kỳ này chia sẻ cho bác nhà mình cái giá là 800.000 đồng cho các bác các anh em mình sưu tập, rất là yêu thương. Và tiếp theo thì là một cái bi người đẹp Long Khánh. Cái bi này trước là bán 900 rồi. Bác và cho bác cưới thời gian thì rẻ khỏe thì bác sẽ lấy. Bây giờ là rẻ đang ra rồi và nó cũng có rẻ mẹ rồi. Trước là nó có rẻ mẹ rồi, bây giờ rẻ con nó lại ra tiếp tục và nó đang trong cái quá trình phát triển khỏe đẹp. Đó, nói chung là êm, yêu thương. Chia sẻ cho các bác mình cái giá hữu nghị 800.000 đồng. Tuy rằng nó nhỏ thôi nhá, như có võ các bác nhá, người đẹp Long Khánh. Đơn số 2, đơn này là lực hơn 1.000.000 đồng, rất yêu thương. Những cái đơn này các bác có điều kiện có thể sưu tầm được này, 1.000.000 đồng. Và đơn số 3 chia sẻ cho các bác nhà mình là 1.200.000 đồng. Cái bi rất lực, rất khỏe, tiềm năng cho các bác lấy mầm gốc năm tới. Tiếp tục là đơn số 4, thì cái đơn này là mất lá rồi. Đó, mất lá nhé, rất yêu thương thôi. Đơn này chia sẻ cho bác nhà mình cái giá là 2.500.000 cho bác sưu tầm nhé. Còn nếu không mất lá là cây này nó vào khoảng 6.000.000. Đó,
và đơn số 6, đơn số 5. Đơn này thì chia sẻ cho các bác nhà mình cái giá là 2 triệu đồng. Rất là yêu thương. 2 triệu đồng. Đó. Và tiếp tục là một cái kỳ đại cát. Kỳ đại cát này thì chia sẻ cho bác mình cái giá là 600.000 đồng. Rất yêu thương, tình thương, mến thương. Và tiếp tục là kinh bắc. Kinh bắc là một dòng kinh bắc 2. Kinh bắc 1 thì đắt hơn rất là nhiều. Đó. Kinh bắc 2 này chia sẻ cho các bác yêu thương thôi. 250.000. Cho đơn số 1. Đơn số 2 250.000. Đó. Và kinh bắc 1 thì nó đắt, kinh này là nó vào trên 100 triệu. Năm trắng kim thành. Một mặt bông cũng rất là ít trên thị trường. Bác nào thích sưu tầm bông này chia sẻ cho bác mình 300.000 đồng. Kim thành. Một cái chậu hồng. Tiên sa 100.000. Về các bác làm hoa ngắm chơi nhé. 100k. Đây có một cái chậu phú quý sinh lễ nghĩa này, 1 2 3 4 5 thân. Rất dài nhé. Rất dài, rất to luôn. Đó, chậu phú quý này rất to. Chia sẻ cho các bác là 400 cho các bác sưu tầm. Công phú quý này rất đẹp đó, rất dài các bác này. Đó, 400. Tiếp tục là một cái chậu hồng phù hoa thắt ngọn rồi. Đấy, mới hôm không tưới là nó hao nước là nó sẽ rụng lá này. Chia sẻ cho các bác cái chậu này 400 này. Bông hồng phù hoa rất đẹp. Đơn số 2. Đơn này là 150 này. Phù hoa. Tiếp tục là tuyết đỉnh hồng, một bông rất đang hot trên thị trường hiện nay. Rất là nhiều anh em đón nhận và săn lùng và yêu thích sưu tầm cái bông tuyết đỉnh hồng này. Kỳ này là kỳ cắt trên thân, từ cái thân ra tự nhiên này. Và có hai kỳ thì đã chia sẻ một kỳ rồi. Và bây giờ nó đã thuần hóa rồi, rễ này nó bò ra thành chậu rất khỏe các bác nhé. Thì các bác trồng thì cái chậu này thì dưới là vỏ thông 3x4 này, trên là rắc vỏ thông nhỏ này. Đó, thoáng rễ thì nó sẽ đi rất lực. Đó. Kỳ này chia sẻ tuyết đỉnh hồng 500. Chậu số 2, tuyết đỉnh hồng, chậu này thì nái lực khỏe đẹp, ngọn đang đi. Cái dòng này nó đi khỏe lắm các bác nhé. Cái dòng tuyết đỉnh hồng là ngọn lao như tên lửa luôn. Cái chậu này thì chia sẻ cho bác mình 2.500.000. Tiếp tục là một chậu hồng thiên hoa. Hồng thiên hoa thì có nhiều bác chưa biết đến, nhưng trên thị trường nó rất là ít giống, ít hơn cả tuyết đỉnh hồng. Đó. Những bông hoa của nó thì nó cũng na ná như nhau. Thì cái chậu hồng thiên hoa này bác nào thực sự sưu tầm nhé. Bác nào đi được trước thì có khi là sẽ được kiếm một chút tiền. Bởi vì khi mà nó đã, các anh em tay to đã nhân đủ giống thì bắt đầu anh em bung ra thị trường thì các bác biết là nó sẽ lăn xê những mặt bông này. Trước có lăn rồi nhưng nó hiện tại ít giống chưa thể lăn được. Thì cái chậu này là 1 triệu nhé. Đó, 1 triệu hồng thiên hoa. Và tiếp tục ở đây còn một kỳ bầu ngọc trinh này, 150.000. Đó, 150.000. Và cuối cùng ở video ngày nay thì có 4 kỳ cho các bác sưu tầm. Hàng này là hàng mang tính chất sưu tầm nhé. Đó, tím thủy chung. Khi nó mới ra là nó đen xì các bạn. Bắt đầu nó trưởng thành, bắt đầu là nó nhạt dần đi. Đó, rất là nhiều bác thích. Bữa trước là có 5 kỳ thì các bác lấy hết rồi. Đó, rất đẹp. Chia sẻ cho bác nhà mình là 200.000 một kỳ. Số 1, số 2, số 3, số 4 đồng giá là 200.000 kỳ nhé. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó là hàng mang tính chất sưu tầm, mặt bông của nó là quá xuất sắc các bạn. Đó, rẻ khỏe nhá. Cái này các bác không lo thối lo chết nhé. Nếu mà thối chết các bác cứ alo cho em, nhắn tin cho em. Cái bông này là bông sưu tầm nhé, 200.000 một kỳ nhé. Nó không có nhiều giống. Chia sẻ cho các bác chơi thôi. Đó, thực sự mà nói chia sẻ cho các bác chơi thôi. Đấy. Và ở đây thì có một cái chậu mít táo xanh. Thì cũng nói và tâm sự với các bác anh em mình là cái chậu mít táo xanh này là thân lá của nó rất đẹp. Nếu mà treo đủ nắng đủ gió thì lá của nó tròn xê luôn. Nó tròn ngang với xu Đài Bắc luôn. Nhưng vì nó là treo dưới mái tôn nên là lá nó bóng, nó không được, nó bị ngao đốt. Và nó không tròn, như các bác nhìn thấy là trên ngọn nó này. Đấy, rất là tròn.
Thì cái giò mít su táo xanh này thì như các biết là một cái kỳ của nó như thế này trên thị trường đã bán 3 đến 400 nghìn rồi. Đó. Nhưng cái hàng này thì các bác mà có nhà ý mà sưu tập nhé. Táo xanh nhé. Đây là trồng với chậu cũ các bác nhé. Đấy, chậu cũ đây là ám này, Phú Thọ. Nói trước các bác thì hỏi lại ba lại ám Phú Thọ. Nó là mít táo xanh nhé. Đấy. Thì cái chậu mít táo xanh này này thì một kỳ trên thị trường là 3-400 nghìn rồi. Đó, nhưng cái chậu này bác nào lấy được hoa của nó đẹp 4 thân, bác nào lấy được giao lưu chia sẻ kết nối cho các bác yêu thương là 2 triệu đồng. Thì về các bác có thể đập bỏ cái chậu này đi, lồng sang một cái chậu gỗ đường kính khoảng 30 cm, thì sang năng các bác sẽ được một giò mầm gốc 8 mầm chơi hay về đẹp, và lúc cả giá trị của nó rất là cao các bác anh em mình nhé. Đó, các bác nghiên cứu kỹ lưỡng nhé. Và video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác anh em mình đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bác anh em.